của chiến điểm. Thành viên dành cho các cầu thủ áo trắng hồng hai tầm. Đường đưa bóng vào trong đánh đâu. Và căng ngang. Một căng ngang khá tốt của Hải Tâm. Vẫn còn và đi bóng khá hay. Dứt điểm. Vẫn chưa thể có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Quý Nhân Sấp sau nỗ lực. Thêm một cú ra chân. Đầy chủ động. Vẫn còn. Và chuyền bóng vẫn chưa thành công của anh Nhật. Vẫn còn rất nỗ lực. Và đè bóng của số 97. Như vậy là bóng đã đi vào lưới. Đè bóng trong tay của cầu thủ áo số 97. Một cú ra chân rất bất ngờ. Tỷ số được sân bằng 1-1. Và không có được phản xạ kịp thời. Rất khéo léo anh Nhật. Anh Nhật cú dứt điểm ngay. Và lại bóng bỏ vào trung lộ và một pha dứt điểm ngay. Áp sát. Đức Thịnh. Vẫn còn. Cú dứt điểm chuẩn xác 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC Phước Vân. Và làm bàn là của số 9, vị trí của Duy Thịnh. Một pha bóng mà các cầu thủ phía dưới sấp họ đã để mất bóng ở khu vực tuyến giữa. Và các cầu thủ hồng họ đã chuyển trạng thái rất nhanh với pha phối hợp tốt. Cơ hội vẫn còn. Bàn thắng thứ 3 dành cho FC Phước Vân 3-1. Lại có lỗ hổng ở hàng phòng ngự của các cầu thủ Quy Nhơn Sấp. Thủ thành Hoài Nam đã lao ra không thật sự hợp lý. Đưa bóng vào trong. Cũng vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát của thủ thành Thông Đề Hắc. Những bàn thắng nó đến rất bất ngờ dành cho các cầu thủ áo đỏ. Một cú dứt điểm rất hiệp hốc, bóng đi trên công trọng. Phải xem xét khá nỗ lực của các cầu thủ hai đội. Duy Thịnh rất hay. Dứt điểm. Không có bàn thắng thứ tư dành cho FC Phước Vân. Bạn là Đức Thịnh. Rất hay. Hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ vẫn chơi tốt. Mọi thứ vẫn đang trở nên quá khó khăn dành cho Quý Nhân Sấp. Các cầu thủ trẻ của đội bóng này vẫn chưa thể có được cho mình bàn thắng rút ngắn tỷ số. Cái điểm treo góc khá nguy hiểm. Sau khi để cho các cầu thủ của Quý Nhân họ chọn thủng lưới ở khoảng cách đầu tiên thì bây giờ các cầu thủ bên phía đội bóng áo hồng họ đã có thêm bàn thắng. Cú đá chân của Tấn 97, tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho Quý Nhân Sấp. Ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Tình huống mắc sai lầm của thủ thành bên phía câu lạc bộ Quý Nhân Sấp. Xin lỗi, bên phía câu lạc bộ FC Phước Vân gỡ hòa ở trong cú đá phạt này của các cầu thủ bên phía đội bóng Quý Nhân Sấp. Cú đá chân tốt đỡ vào con. Bàn thắng thứ 3 dành cho Quý Nhân Sấp và tỷ số được sang bằng 3-3. Lực ập vào và dứt điểm chuẩn xác của cầu thủ mang áo số 19 bên phía câu lạc bộ Quý Nhân Sấp, vị trí của Vina Sinan. Đánh đầu. Bàn thắng thứ 4 dành cho Quý Nhân Sấp trong pha phối hợp vừa rồi. Và bật cao đánh đầu ghi bàn của Hải Tâm. Một lần nữa thì thủ thành của Siêu Vân đã xử lý không tốt trong pha bóng này. Hải Tâm pha bỏ bóng. Được xử lý bóng của các cầu thủ hồng. Hải Tâm. Vẫn là Hải Tâm. Thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất là không còn nhiều.
và lợi thế một bàn thắng vẫn đang thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng. Một pha ra chân nữa của Hải Tâm. Đức Thịnh, tỷ số được nâng lên 5-3 dành cho Quy Nhơn Sông. Bóng cũng đã khẽ chạm vào chân của Thanh Nhàn. Của chiếc điểm nữa, lại một lần nữa, một pha bóng khá vất vả của thủ thành Thâm VH. Đức Thịnh, đường truyền khá hay. Đây bóng hơi xa tầm chân của số 77. Cơ hội vẫn còn dành cho Hải Tâm, những điểm không thành công. Vẫn có bàn thắng thứ 6 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Quy Nhơn Sơn. Đây là Duy Thịnh. Một bóng rất nguy hiểm, bóng vừa rồi đã đập sang ngang. Duy Thịnh. Bóng trôi hơi sâu một chút. Còn Duy Thịnh. Dứt điểm ngay. Bàn thắng thứ 4 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Xuyên Phước Vân, và đó là pha làm bàn của cầu thủ áo số 52. Sang 4. Minh Thuận. Đường được bóng rất nguy hiểm. Hải Miền đánh đâu? Không được. Công Phi. Của chiếc điểm. Cú đá chân của số 12 bên phía đội bóng FC Phước Vân đưa bóng đi không chính xác. Đúng chiếc điểm của Minh Lộc. Không được. Đưa bóng dài lên trên, cơ hội dành cho số 27 Phúc Tâm. Bàn thắng thứ 7 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Quy Nhơn Sơn. Và đi bóng không thành công, dứt điểm ngay. Họ vẫn đang để cho đối thủ ở vòng tâm thế phải bám đuổi. Cú dứt điểm không được. Vẫn còn. Cú dứt điểm nữa vẫn chưa thành công của số 27. Vị trí của Phúc Tâm. Vậy phải là lại một lần nữa. Các cầu thủ bên phía đội bóng Vinisup họ tiếp tục có pha mình với bàn thắng thứ 8. Người ghi bàn là Hải Tâm, cầu thủ áo số 7. Hải Tâm cũng đã dành một quả tiền dành cho khán giả đặc biệt đang theo dõi cầu thủ này thi đấu trên sóng live stream. Di chuyển và dứt điểm bước một rất gọn gàng của Hải Tâm. Vẫn còn của dứt điểm, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 5-8 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Xuyên Phước Vân, đó là pha làm bàn của Duy Thịnh. Cú hat trick bàn thắng của cầu thủ áo số 9 trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng rất hay. Cơ hội tiếp tục, Hải Tâm chân trái. Thêm một vài dứt điểm nữa, hai cú ra chân nhưng không thể có thêm bàn thắng thứ 9 dành cho Quy Nhơn Sơn. Vẫn còn dứt điểm ngay. Bàn thắng thứ 6 dành cho FC Phước Vân, 6-8. Khoảng cách bây giờ chỉ còn lại 2 bàn mà thôi, thời gian quay phải thì nó vẫn còn đủ dành cho các cầu thủ FC Phước Vân. Kịp không? Bóng vẫn còn. Quân Huy. Cú dứt điểm từ xa của Quân Huy không vào. Bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ FC Phước Vân, 7-8. Tình huống đưa bóng đầu tiên của Quân Huy xuất chung cửa đã vẽ lên một đường cong đẹp. Mặc dù đã nỗ lực cứu thua, nhưng với đường truyền ngang và khoảng trống quá lớn thì Công Huy. Không, đường truyền của Phúc Tâm. Hải Tâm dứt điểm là khá căng nhưng vẫn chưa có thêm bàn thắng thứ 9 dành cho Quy Nhơn Sơn.
7. Vẫn còn cú chỉ điểm ngay và chiếc điểm đưa bóng về phía góc gần vẫn chưa thể mang về bàn thắng tiếp theo dành cho Quý Nhân Sấp, cũng là sân của Hoàng Nguyên. Thanh Nhàn, Quốc Huy và những con khá hay Thanh Nhàn. Tình huống 3-3 cuối chiến điểm ngay không vào. Cuối chiến điểm, bóng lại đập cột dọc, không có bàn thắng thứ 9 dành cho Quý Nhân Sấp. Hoàng Nguyên, đường truyền, cuối chiến điểm. Một bàn tiếp tục, Tuấn 97, tình huống 4-2, đường truyền. Vẫn còn bàn thắng thứ 9 dành cho Quý Nhân Sấp. Phải chạm bóng chuẩn xác. Sau đường truyền kiến tạo của Tuấn 97, một cú chạm bóng rất nhẹ nhàng. Cuối chiến điểm, bàn thắng thứ 10 dành cho Quý Nhân Sấp. Đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Chiến thắng chung cuộc 10-7 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Quý Nhân Sấp. Cũng là trận ấn định tỷ số là của số 27 Phúc Tâm.